Ai đưa ta đến Bắc Mê, núi cao vời vợi, nước khe rì rầm, chân non cuồn cuộn sông Gâm, sườn non con hồ nó gầm tự nhiên, cỏ tranh dày đặc bốn bên, mũi rừng vắt đá lại thêm dĩn mỏng, đồn Tây nghiêm ngặt canh phòng, một khu biên giới bịt bùng vào ra. Đây là trích đoạn bài thơ động viên tinh thần tù nhân chính trị bị giam cầm. Tôi trở lại căng Bắc Mê Hà Giang tháng 3 năm 2023. Trời mưa phùn, có chút se lạnh, tạo nên chút tĩnh lặng khi nhìn vào những bức tường rêu phong ở căng. Căng là từ được phiên âm từ chữ Canseme trong tiếng Pháp, nghĩa là đồn binh, trại lính. Căng Bắc Mê nằm ở sườn núi Rồng, theo tiếng Tày, địa phương gọi là Phù Luông, thuộc địa phận xã Yên Cường, huyện Bắc Mê. Căng Bắc Mê nằm ở vị trí trọng yếu, xung quanh là núi cao, rừng già. Nó được thực dân Pháp xây dựng nhằm kiểm soát toàn bộ tuyến đường độc đạo nối ba tỉnh Hà Giang, Cao Bằng và Tuyên Quang. Thời kỳ đầu, Căng Bắc Mê là đồn binh của Pháp. Năm 1939, khi phong trào cách mạng của nước ta phát triển mạnh mẽ, thì thực dân Pháp đã biến khu vực đồn trú thành nhà tù giam giữ những tù nhân chính trị bị đưa từ Sơn La, Hỏa Lò, Phú Thọ lên. Sau khi chuyển đổi từ đồn binh thành nhà tù, thực dân Pháp đã cho mở rộng, xây dựng thêm nhà ở, bốt gác, tường rào để giam giữ tù nhân, củng cố thêm cơ quan hành chính địa phương. Căng Bắc Mê không kiên cố, không như Hỏa Lò hay Côn Đảo, nhưng với địa thế hiểm trở, rừng thiêng nước độc, các tù nhân chính trị ở đây hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài. Trong khu vực khuôn viên căng có hai bốt gác, hai dãy nhà giam, một phòng giam đặc biệt, một nhà làm việc trung tâm, nhà trực, nhà ở của đồn trưởng, nhà bếp, nhà kho chứa lương thực và vũ khí đạn dược, nhà thông tin điện đài, nhà ở của lính kiêm bốt gác và công trình phụ. Quân số của căng Bắc Mê khi ấy khoảng một đại đội lính khố xanh và một số cai đội người địa phương. Khoảng thời gian từ năm 1939 đến năm 1942, thực dân Pháp đã hai lần đưa tù nhân chính trị đến giam tại đây với số lượng khoảng 300 người. Trong đó có những nhà cách mạng nổi tiếng như Hoàng Quốc Việt, Xuân Thủy, Lê Giản, nhà văn Nguyên Hồng, Khuất Di Tiến, Vọng Bình, Hoàng Hữu Nam, Hà Kế Tấn, Trần Cung, Dương Công Hoạt, v.v. Có nhiều đồng chí sau này giữ chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước như Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái và một số chức vụ quan trọng khác. Còn lại hầu hết tù nhân ở đây bị bắt lao động khổ sai như xúc cắt sỏi, phá đá, nung vôi, làm gạch ngói để xây dựng nhà cửa, bốt gác, phòng giam để giam giữ chính mình. Những người tù chính trị kiên trung của chúng ta trước sự giam cầm hà khắc của giặc Pháp và thời tiết miền Bắc khắc nghiệt đã không hề nhụt chí. Bắc Mê trở thành một trong những cái nôi cách mạng ở Hà Giang. Cuối năm 1942, thực dân Pháp giải tán căng Bắc Mê. Từ năm 1943 tới tháng 8 năm 1945, căng Bắc Mê trở lại là đồn biên phòng. Căng Bắc Mê, di tích lịch sử cấp quốc gia được Bộ Văn hóa Thể thao công nhận là năm 1992. Đấy, thì từ đó đến nay đã trải qua hai lần trùng tu, đó là năm 2003 là lần thứ nhất. Năm 2022 vừa rồi thì tháng 7 vừa rồi thì được cái sự quan tâm của tỉnh thì Căng Bắc Mê cũng đã được trùng tu ở cái giai đoạn 1 và khánh thành là vào cái tháng 7 năm 2022. Thì đối với Căng Bắc Mê thì nó cũng là một cái địa chỉ đỏ. Đây cũng là một cái địa chỉ giúp du khách thập phương và bà con nhân dân trên địa bàn huyện cũng như là tỉnh có thể là tham quan, trải nghiệm cũng như là tìm hiểu về cái di tích lịch sử văn hóa này. Cũng phải nói là cái phòng truyền thống hoặc là hay là cái nhà trưng bày bằng hiện nay là cũng là một cái điểm, cái cơ sở đầu tiên, nó cũng phải nói là được đầu tư cũng hết sức là công phu. Hai nữa là các cái đồ, các cái hình ảnh minh họa trong ấy thì nó cũng rất là mới và hiện đại. Trải qua nhiều năm tháng, căng Bắc Mê đã bị xuống cấp và đã được trùng tu lại nhiều lần. Tuy nhiên,
nơi này vẫn còn nguyên những giá trị lớn lao về lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm, không ngại khó khăn, sẵn sàng hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của các nhà cách mạng yêu nước. Đây cũng là một địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng để thế hệ trẻ tìm đến, nhớ về những ngày tháng gian khổ của các thế hệ cha ông và không bao giờ quên những quá khứ đau thương mà hào hùng của dân tộc. Đến Hà Giang những năm gần đây, bên cạnh những địa danh quen thuộc như cao nguyên đá Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú, đỉnh Mã Pí Lèng, dinh thự họ Vương, những vạt núi bạt ngàn hoa tam giác mạch, di tích Căng Bắc Mê, rêu phong cổ kính và dòng sông Gâm xanh trong cũng là những điểm đến quen thuộc của du khách. Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê cũng đã chủ động đưa Căng Bắc Mê vào danh sách điểm đến trong các tour, chuyến du lịch trong huyện, kết nối với các điểm đến khác trong và ngoài tỉnh.